Hello xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của RTG. Vậy là cuộc chiến giữa Tam Thạch và Ninh Xuyên đã chính thức kết thúc. Mặc dù có chuyện đã thay đổi nhiều, thế nhưng mà Ninh Xuyên vẫn bị tiêu diệt. Và Tam Thạch cùng với hai anh em bắt đầu hành trình mới. Thạch Nghị và Thần Hạo chia nhau tìm báu vật. Nguyên Thần xuất hiện để phong cách thể hiện uy lực. Và bí pháp thập hùng cũng đã lần đầu tiên được hé lộ. Hãy cùng RTG đến với nội dung của Thế Giới Hoàn Mỹ tập 167 trong video ngày nay anh em nhé. Vậy là Ninh Xuyên đã bị tiêu diệt. Tam Thạch cùng Thạch Nghi và Thần Hạo đứng cùng nhau, hòa thuận hơn rất nhiều. Họ cùng nhau chiến đấu chống lại Lục Quan Vương, giúp họ gạt bỏ ân oán và trở nên thân thiết hơn. Sau khi giải quyết Ninh Xuyên, ba anh em Tam Thạch tiến sâu vào bên trong cổ xào dưới lòng đất, nơi đầy bí ẩn và được cho là nơi ở của một trong thập hung, chứa đựng nhiều báu vật và cơ hội. Trong nguyên tác, ba anh em Tam Thạch đến một ngã ba rồi mới chia tay nhau. Thế nhưng trong đoạn giới thiệu có vẻ như đã có sự thay đổi. Thạch Nghị vỗ vai Thạch Hạo và rời đi. Thần Hạo cũng nói phải cầu rời bay đi. Điều này cũng hợp lý bởi mỗi người đi theo con đường khác nhau để tìm cơ hội riêng. Thạch Nghị dường như đã vào một hang động có bức tượng hình dòng bí ẩn, có thể tìm thấy báu vật phù hợp với mình. Cổ sao dưới lòng đất có hàng ngàn con đường, mỗi con đường đều có cơ hội khác nhau. Sau khi Thạch Nghị và Thần Hạo rời đi, Lạc Đao và Lam Nhất Trần lấy ra một bản đồ cổ sao dưới lòng đất dẫn đường cho Thạch Hạo và nhóm của chính mình. Thạch Hạo đã dẫn dắt nhóm đi vào bên trong một trong 10 con đường vô cùng nguy hiểm. Long Nữ cũng đã đi vào bên trong con đường này và gặp Thạch Hạo. Thạch Hạo và nhóm của mình đến một khu vực núi lửa với tình huống nguy hiểm. Không chỉ có dung nhan bắn tung tóe mà còn có các đợt tấn công vô hình. Thạch Hạo đã giải phóng năng lượng để bảo vệ nhóm và tiếp tục tiến sâu. Họ đã thu hoạch được nhiều thánh dược và tiên thảo. Dưới sự dẫn dắt của Thạch Hạo, họ đã vượt qua nhiều thử thách và đến được cánh cửa cuối cùng. Lúc này thì có một bồ đoàn nhiều màu sắc với trận pháp dày đặc và sương mù xám xung quanh. Bồ đoàn này chứa đựng cổ kinh, chỉ là một phần của bí pháp thập hung, đem lại cho Thạch Hạo và nhóm của mình một cơ hội lớn. Tuy nhiên để tiếp cận bồ đoàn và đọc được cổ kinh, phải vượt qua nhiều thử thách. Lạc Đao và Lam Nhất Trần đều bị trọng thương khi mà thử tiến vào. Lúc này thì Thạch Hạo đang ngồi xuống giải phóng nguyên thần của chính mình. Đối mặt với các đợt tấn công từ bồ đoàn, nguyên thần của Thạch Hạo đã phá tan các đợt tấn công và tiếp cận bồ đoàn để đọc cổ kinh. Tuy chỉ là phần đầu của bí pháp thập hung, thế nhưng đó cũng là một thu hoạch lớn. Thạch Hạo và nhóm sẽ tiếp tục hành trình và trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ thấy Thạch Hạo gặp Long Nữ với những tình tiết thú vị. Lúc này thì một sinh linh cực mạnh nhưng đã chết không rõ nguyên nhân. Lam Nhất Trần và Thạch Hạo phát hiện ra chân cốt của hắn đã bị lấy đi. Thế nhưng xương cốt vẫn hoàn hảo. Họ tìm thấy một bồ đoàn phát sáng chứa kinh văn đại đạo liên quan đến sức mạnh, rất là hấp dẫn nhưng mà nguy hiểm. Thạch Hạo cảm nhận được nguy hiểm khi mà cố gắng tiếp cận, nên Lộ Dịch quyết định dùng linh thân để kiểm tra. Khi mà linh thân tiếp cận bồ đoàn, nó bị ngăn lại và chìm đắm vào bên trong kinh văn. Lộ Dịch muốn linh thân đọc to kinh văn để cả nhóm cùng nghe. Thế nhưng lúc này, bộ linh thân của Lộ Dịch không thể nào truyền thần niệm và mất liên hệ với chủ thân sau khi đọc hai câu kinh văn. Mọi người phát hiện bồ đoàn phát ra lưỡi đào ánh sáng chém vào linh thân, khiến Lộ Dịch bị thương. Lam Nhất Trần cũng gặp kết cục tương tự khi mà thử tìm hiểu kinh văn, làm mọi người nhận ra nguyên thần lực lượng phải cực mạnh mới chống lại được. Cuối cùng Thạch Hạo trực tiếp đối đầu, dùng nguyên thần mạnh mẽ chống lại tia sáng và chiến thắng. Sau trận chiến, họ phát hiện cánh cửa mới mở ra dẫn đến một động phủ bí ẩn với một bàn ngọc và cốt thư thần thánh ở bên trong. Thạch Hạo bước vào động phủ và phát hiện ra gần 200 cao thủ đang tụ tập, tất cả đều là những sinh linh mạnh mẽ. Trong khi mọi người còn đang căng thẳng vì sự hiện diện của nhiều cao thủ, có người đề xuất ngăn chặn những người tiếp tục đến để chia bớt bảo vật. Thạch Hạo quyết định đối đầu, không ngần ngại bước lên trên đạo đài, trực tiếp chiến đấu với một chàng trai mặc áo bào đen. Sự dũng mãnh của Thạch Hạo khiến mọi người kinh ngạc khi anh dùng sức mạnh thân thể để phá hủy bảo cụ và đánh bại đối thủ. Không khí ở trong động phủ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Chàng trai áo đen kêu thảm và dùng mọi khả năng chống đỡ, thế nhưng bị đánh chết sau mười mấy chiêu. Sự việc này cho thấy người mới đến rất mạnh, khiến nhiều người kinh ngạc, thế nhưng cũng có người tỏ ra khinh thường. Thạch Hạo cảm nhận được những luồng khí mạnh và nhắc nhóm của mình cẩn thận. Cả nhóm tiếp tục tiến lên, thế nhưng áp lực tăng lên khiến bọn họ phải dừng lại trên đạo đài để giảm bớt áp lực. Họ phát hiện ra rằng nhỏ máu lên trên đạo đài có thể nghe được kinh văn từ tiên đồng. Thạch Hạo tiếp tục tiến lên đến hàng đạo đài cao nhất và nhận thấy có nhiều thi thể, chứng tỏ nơi đấy rất là nguy hiểm. Khi mà một cô gái mạnh mẽ xuất hiện, họ quyết định hợp lực xông vào cổ đồng và Thạch Hạo cùng với những người khác tiến vào và bắt đầu chiến đấu để giành các báu vật bên trong. Long Nữ sáng người thướt tha, đường cong uốn lượn, mái tóc dài màu xanh nước biển rũ xuống tới eo thon lấp lánh ánh sáng, trên chiếc trán xinh đẹp nhăn lại, con mắt cứ như là ngân hà lấp lánh trường Thạch Hạo vậy. Đương nhiên Thạch Hạo còn khiếp sợ hơn, nếu là một thần linh khác khi mà biến đập chúng như thế thì tuyệt đối sẽ nổ tung, thế nhưng cơ thể lấp lánh kia của Long Nữ lại chưa hề bị hao tổn gì cả. Thạch Hạo cảm thấy kinh ngạc khi mà thấy Long Nữ có thể biết được suy nghĩ của chính mình. Họ thấy nàng sở hữu tha tâm thông, trong khi Long Nữ tức giận phản ứng lại. Thạch Hạo hiểu rằng đánh nhau với nàng không có lợi gì và cố gắng tránh né. Bên trong thiên đồng, mọi người gặp khó khăn khi mà tiếp cận bàn ngọc cao. Với khí hỗn độn và tiên quang bao quanh, Long Nữ cũng bị cuốn vào trận chiến với những đối thủ khác. Trong khi Thạch Hạo tận dụng để tiếp cận với cây dược, tình hình hỗn loạn khi mà mọi người tranh đoạt bảo vật.
và Thạch Hạo nhận ra sự hiện diện của linh thần một quái thai cổ đại. Ở trong tiên đống, Thạch Hạo và nhiều cao thủ khác đang tranh đoạt các cổ bảo, trong đó có những vị vương từng vô địch 3.000 châu và sử dụng linh thần để tăng cơ hội thu thập bảo vật. Thạch Hạo nhận ra rằng chiến đấu tại đây rất là khốc liệt. Với pháp khí thiên thần được sử dụng, mặc dù khó mang vào trong tiên đống trước khi chúng đã bị hỏng hoặc là được sửa chữa trong bí cảnh, Thạch Hạo sử dụng lò luyện đan từ đảo Ác Ma để bảo vệ bản thân và cố gắng đoạt lấy cây thần dược quý giá. Tuy nhiên cây dược này biến mất vào vách đá không thể xuyên thủng, khiến Thạch Hạo và những người khác không thể nào lấy được. Thạch Hạo tiếp tục tìm kiếm và phát hiện ra ốc biển thiên văn, một kỳ bảo hiếm có. Trận chiến trở nên ác liệt khi mà các cao thủ tranh giành nó. Thế nhưng mà ốc biển cũng đã biến mất vào vách đá. Khi mà các quái thai cổ đại và những người khác xông lên trên bản ngọc cao để đoạt bảo, Thạch Hạo cũng theo sau. Tuy nhiên khi mà thanh niên tóc trắng chiếm được bảo cốt khí hỗn độn và kiếm khí tuyệt đối sẽ bùng phát, tiêu diệt nhiều người ngay lập tức, Thạch Hạo bị trúng đòn nhưng mà may mắn được lò luyện đan bảo vệ, dù bị phản chấn mạnh mẽ khiến cơ thể tổn thương. Một thanh niên tóc trắng ở trên bàn đá ngọc cổ bị cốt thử hút hết máu, bảo khí thiên thần quán bị phá hủy và cuối cùng, dù triển khai bảo thuật mạnh nhất, hắn vẫn bị nổ tung và mất mạng. Cốt thử kinh hỏa trận pháp tạo ra khu sát trường khủng khiếp với kiếm khí vô số. May mắn Thạch Hạo và Long Nữ đã kịp thời chạy thoát. Phía sau, những cao thủ khác liên tục kêu thảm thiết khi mà bị kiếm khí quét sạch, biến thành mưa máu. Một số người không kịp rời khỏi đạo đài cũng đã bị hút cạn, cơ thể khô héo. Thạch Hạo kêu gọi mọi người chạy trốn, làm nhất trận và lạc đao kịp nhảy xuống đạo đài trước khi mà bị ảnh hưởng. Họ thấy nhiều người dãy rủa thế nhưng mà vô ích, máu chảy từ lỗ chân lông và cốt văn trong máu xuất hiện. Nhận thấy đường cũ bị chắn, Thạch Hạo và Long Nữ quyết định liên thủ thoát hiểm. Long Nữ sóng vai cùng với Thạch Hạo, quên đi một thuận trước đó do tình thế khẩn cấp, bảo thân thập hung không có và những cổ bảo nguy hiểm không ai lấy được, cho thấy đây không phải là tạo hóa cho hậu nhân mà là một cạm bẫy chết người. Một tu sĩ mạnh mẽ cầm la bàn bói toán xuất hiện ra, đề nghị cùng họ tìm lối thoát. Những người sống sót chạy đến con đường sống mà tu sĩ bói toán chỉ ra. Tuy nhiên khi đi được một đoạn ngắn, phù văn phát sáng và giết chết 20-30 người. Thạch Hạo sử dụng chiếc đỉnh để bảo vệ nhóm của mình. Người bói toán nhận thấy máu của người chết chảy về một hướng nhất định, cho thấy đây chỉ là một sát cục. Phù quang lóe sáng và người bói toán bị giết, chỉ còn lại 4 người mạnh nhất. Thạch Hạo vào nhóm của anh phải chạy trốn qua một khu vực phức tạp và Thạch Hạo cảm ứng được sự hiện diện của em trai Tần Hạo. Sau khi phá vỡ một bức tường, họ tìm thấy Tần Hạo trong tình trạng bị thương. Tần Hạo kể lại rằng hàng ngàn cao thủ đã chết khi mà cố gắng tiếp cận một vườn thuốc cổ xưa. Nhóm của Thạch Hạo hợp sức với một nhóm khác, trong đó có Thạch Nghĩ để tìm lối thoát. Sau nhiều cố gắng, họ nhìn thấy một cánh cửa cổ và quyết định xông ra. Dù gặp nhiều khó khăn và mất mát, một số ít người bao gồm cả Thạch Hạo, Long Nữ, Thạch Nghĩ và Tần Hạo đã thành công thoát ra bên ngoài. Khi ra ngoài, họ thấy rất nhiều hài cốt và người đang chạy trốn. Một khúc nhạc du dương vang lên từ một bóng người bí ẩn thổi sáo trên miệng đồng, khiến rất nhiều người chết thảm. Đây là một cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa khủng khiếp khi mà cánh hoa lấp lánh bay lượn dưới ánh trăng đêm, nhưng mà lại giết chết rất nhiều cường giả. Vậy là tập phim của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như bạn thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn bật nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.